Xin chào bác nha. Này trong cái clip hôm nay thì em chia sẻ các bác một cây cây. Đây là cây sung rất phổ biến. Đây là một cây sung mà đã rất nhiều năm rồi, cái gốc nó là cổ thụ vừa nằm cảnh nhé. Cái cây này thì có rất nhiều tác dụng. Các bác nhìn rất nhiều quả. Thì cái gốc của nó là đã rất sần sùi rồi. Đây là cái phần lá này, mặt sau của lá này, lá sung trước màu xanh. Thì cái lá này dùng để ăn này các bác nhé, ăn các cái món gỏi nó có bị hơi chăn chát. Đấy, ăn với các cái gỏi cá, thịt dùng để cuốn. Cây sung này thì thường thể hiện cái sự sung túc. Đấy, vì nó mọc rất là sum suê. Đây, cái gốc nó đã già đời rồi nhưng mà những cái cành non nó vẫn mọc ra. Đấy, rất sần sùi. Cái gốc này nó một cái ôm ta người lớn này. Đây là không phải là cái vụ chính vụ nó, thì những cái quả nó sẽ mọc ra rất là dày ở cái cành này. Các bác thấy những cái quả con chưa? Đấy. Đây là cái quả bé nhé. Nên là cây sung này thì nó thể hiện cái sự sung túc. Đấy. Quả nó mọc gần như là khắp cái thân cây nếu mà đúng mùa. Đấy. Quả là ăn nó bị chan chát, có thể là muối, chua. Em sẽ quay một cái góc nó trên cao một chút để các bác nhìn thấy chưa? Quả nó dày như thế, quả nó tròn hơi dần dẹt có màu xanh, khi chín thì nó chuyển sang màu đỏ và nó có vị hơi ngọt. Nếu tuổi thơ các bác thì thường hay gắn với những cái quả này, quả sung, quả si. Đây là một cái cây mà đã được tạo thế. Đây, các bác nhìn những cái thế này, thế của cái cành để làm cảnh. Khi nào mà cái cây này nó sẽ ra và chính vụ, quả nó sẽ từ gốc lên ngọn thì em sẽ làm một cái clip lá có thể ăn được. Nên nó sẽ mọc ở những cái vị trí này. Đây là một cái vị trí khác, quả nó sai. Quay gần để cho các bạn, quả rất sai. Nếu mà niên hạn của cái cây này nó lên đến tầm 15 năm, nó rất dễ chống. Các bác có thể đánh đào tỉa để về trước cửa cho mình. Đây không phải là quả của nó nhá. Sau những cái vết đấy là thường hay có những cái con giống như con sâu của lá, thì cái cây này nó thường hay bị như vậy. Em đã quay ra xem cái cây nó cao tầm 2,5 mét và trồng ở một cái chậu ở trước sân nhà, tạo cảnh, tạo bóng mát và lấy lá lấy quả để ăn. Ở miền Bắc Việt Nam thì rất hay phổ biến. Các bác xem video mà cần tìm hiểu về cây gì thì có thể comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.